Thưa ông, quen bà bao lâu trước khi lập gia đình, có cái kỷ niệm nào đáng nhớ ông có thể nói cho được chia sẻ không ạ? À, thật sự thì chúng tôi quen nhau khoảng chừng 4 năm thì chúng tôi mới lập gia đình được, bởi vì trong cái tình trạng chúng tôi quen nhau nhưng mà hai tôn giáo khác nhau và hai cái phương trời khác nhau. Thì ông bà cụ tôi là người miền Bắc và Công giáo, mà bà xã tôi thì gia đình là người miền Nam là Phật giáo, và cả hai bên gia đình đều không đồng ý cho chúng tôi đến hôn nhân. Tuy nhiên chúng tôi vẫn cứ yêu nhau, và cái thời kỳ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì thư tình chúng tôi viết cho nhau là 200 cuốn sách, 200 trang thư tình. Hầu như mỗi một ngày chúng tôi đều viết cho nhau một lá thư. Sau cuối tuần thì chúng tôi trao cho nhau. Thế ông thì với một cái mối tình mà rất là thắm thiết như thế thì xin lỗi lại phải nhắc lại những cái vấn đề đau buồn của ông, đó là trong cái ra đi đó, ở trên cái con tàu đó, ở trong cái quãng biển đó, những cái chuyện xảy ra cho bà nhà đó, thì cái lúc bây giờ ông có thể kể lại những giây phút như thế nào và cái cảm nghĩ của ông như thế nào không? Thí dụ như là bà là một trong những người phụ nữ bị bắt đầu tiên hay như thế nào đó, ông có thể kể không? Thực sự ra thì khi chúng tôi bị cướp thì chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì mình có nghe nói cướp nhưng mà mình chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh cướp như thế nào. Và khi mà cướp tới thì chúng tôi không mường tượng rằng họ có thể dã man đến như vậy. Vì lý do đó khi mà cướp tới họ bắn súng rồi họ kêu tôi lên tàu, họ trói lại, thì mình cũng chấp hành tất cả những cái gì họ làm để cho mọi chuyện nó tốt đẹp. Thì sau khi họ trói chúng tôi rồi đó thì họ trở về bên tàu, họ lục soát tất cả những vàng bạc tư trang, những cái gì có được. Thì rồi từ cái khúc đó thì họ bắt đầu đưa từng những người đàn bà con gái mà họ chọn đem lên cái tàu. Và cái tàu chúng tôi là ngay trước mặt chúng tôi, họ chứng kiến cái cảnh mà họ hãm hiếp vợ con cũng như là gia đình dòng họ của chúng tôi. Thì cái điều mà đau đớn là tôi không biết bà xã tôi đi lên lúc nào, nhưng mà khi khi tôi chợt nghe tiếng bà xã tôi gọi tôi là anh ơi cứu em với, thì tôi mở mắt ra thì tôi thấy cảnh tượng là hai người hải tặc đã giữ bà xã tôi và một người đã hãm hiếp. Thì bà xã tôi giãy giụa và kêu lên là anh ơi cứu em với, chú ơi cứu con với. Và lúc đó thì người tôi không còn có một cái cảm giác gì trong người đó, tôi muốn bung hết tất cả mọi ra để tôi cứu vợ, nhưng mà cái dây trói của hải tặc nó trói chúng tôi thành một cái sâu, thành ra tôi không thể nào mà một mình đi ra được. Thành ra chúng tôi phải chấp nhận trong cái hoàn cảnh đó. Lúc đó, ngay lúc đó tôi chỉ muốn cắn lưỡi để chết, bởi vì mình thân là một võ sư mà bao nhiêu năm mình chiến đấu từ trong quân đội cũng như là đi dạy dỗ, mà bây giờ hoàn cảnh của vợ con mình trước mắt mình không giải quyết, không giúp được gì cho vợ con, thì tôi rất là đau lòng và uất ức cái chuyện đó. Thế là đó là cái hình ảnh mà cuối cùng tôi nhìn thấy vợ tôi bị cái đó. Cũng như là khi một cái chuyện thứ hai đau lòng kế tiếp là con gái tôi nó nhào tới để nó ôm mẹ nó, thì bọn hải tặc nó giằng ra mà nó ném con gái tôi xuống biển trước mắt tôi và những người thân quen của tôi trong cái đêm hôm đó. Và đó là những cái hình ảnh mà nó gợi lại cho tôi. Thành ra mỗi một lần khi suy nghĩ lại tới những cái cảnh tượng đó thì hầu như là tôi bị mất ngủ và tôi nightmare. Hầu như là cả một tuần lễ tôi có thể là không quên được những cái hình ảnh đó trong cái tim óc của tôi. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ rằng là trên con đường tị nạn vượt biển chúng tôi đã gặp quá nhiều những gian nan, riêng cá nhân chúng tôi, gia đình chúng tôi, dòng họ chúng tôi, nhưng mà tôi nghĩ cả một cái lớp người đi vượt biển, vượt biên đều có những cái tình huống giống nhau, và chúng tôi đã trải qua những cái đau thương. Thật sự ra mà nói, khi kể vào cái chuyện đó đấy,
thì tất cả những người mà không nằm trong cái hình trạng đó thì cũng giống như chúng ta nhìn một cái người bị đụng xe gãy chân thì chúng ta nói ồ đau quá, nhưng mà cái đau của chúng ta đó, nó không giống như cái nạn nhân đang bị gãy xương nó. Thì trong trường hợp của chúng tôi rất là đau đớn, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là trong cuộc sống vợ chồng sống với nhau mà không có giúp cho nhau được những lúc tai biến như vậy thì rất là đau khổ. Và đặc biệt giống như chị thấy là chúng tôi thương yêu nhau trong vòng 4 năm trời, lễ giáo của hai gia đình, hai tôn giáo, mà chúng tôi vẫn đến được với nhau và chúng tôi đùm bọc nhau cho tới ngày có hai cháu để mà ra đi vượt biển. Thì khi những cảnh đau khổ nó xảy ra, nó đã làm cho tôi khi đến bến bờ tự do đã đi ra đi vô nhà thương điên gần 8 năm trời. Và ban ngày thì tỉnh táo, nhưng ban đêm thì tôi bị nightmare. Những hình ảnh cướp bóc vợ con của tôi nó luôn luôn hiện lên. Thì đó là những cái mà tôi xin chia sẻ. Thưa ông, thì ông nói là người con gái bị ném xuống, lúc đó cháu bao nhiêu tuổi ạ? Lúc đó con gái của tôi sinh năm 1975. Thì tôi nghĩ năm 81, lúc đó là cháu 6 tuổi. Thưa ông, có thấy ông có giữ lại được mấy cái quần áo của các cháu, thì ông có thể cho biết cái nào là của con gái và cái nào của con trai của ông? Ở đây thì tôi chỉ có mấy bộ đồ của con gái thôi, chứ không có bộ đồ nào của con trai hết. Bởi vì thực sự khi đi đó thì tôi phải dắt một đoàn người đi, mà nó cũng cái quãng đường đi tôi phải dắt một đám những người bà con ở trên Hồ Nai xuống, và chúng tôi dự trù là đi xuống Trương Thiện, rồi từ Trương Thiện đi ghe để trở về là con gái cá lớn. Nhưng mà xuống tới Trương Thiện đêm hôm đó thì chúng tôi bị lộ, thành thật ra chúng tôi phải đi ngay đêm hôm đó để xuống dưới cái vùng rạch giá. Thành thật ra khi đi như vậy là chúng tôi bị thất lạc quần áo, những cái túi sách, thành ra con trai tôi hầu như chỉ có bộ đồ trên người mà thôi. Tôi có thấy một cái mũ, có đâu phải mũ của cháu vâng, trai? Vâng, mũ của cháu trai đó có một cái duy nhất là mũ của cháu trai. Cho tới giờ phút này tôi khi mà lên tàu thì tôi vẫn collect tất cả những cái đó và làm như một cái kỷ niệm trong cuộc sống của tôi, và không bao giờ tôi quên được hình ảnh vợ con tôi trong cuộc sống. Thương, như vậy là cháu trai thì bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, cháu trai lúc đó nó 8 tuổi. 8 tuổi. Vâng. Thưa ông, rồi sau đó chuyện gì xảy ra cho ông khi mà chiếc tàu của ông coi như mọi người đã chết hết, còn có một mình ông, thì ai là người đã vớt ông và chuyện gì đã xảy ra sau đó? Dạ, thưa bà, là bởi vì sau khi mà tôi rớt xuống biển thì tôi nghĩ rằng tôi là người đầu tiên chết ở trên biển, và tôi không nghĩ rằng những người tôi cứu được sau khi tôi đánh với hải tặc, cướp tàu hải tặc và tôi đưa họ lên tàu, thì tôi nghĩ tôi là người rớt xuống biển đầu tiên và tôi sẽ là người chết đầu tiên. Tuy nhiên, như một phép lạ là sau 18, tôi độ chừng khoảng 18 tới 20 tiếng đồng hồ dưới biển, tôi lội, nhưng mà nhiều lần tôi đã cầu nguyện để tôi chấp nhận sự chết, nhưng mà vì cái bản năng sinh tồn không cho phép tôi chết và nó lập lờ như vậy. Cho tới khi tôi leo được lên biển thì tôi một buổi chiều thì sương mù nó tới, thì tôi thấy một cái bóng đen nó lù lù nó tới, và tôi nghĩ rằng đó là một con cá lớn nó tới, thì tôi chuẩn bị cầu nguyện để tôi chấp nhận chết. Nhưng sau đó thì tôi phát hiện ra cái bóng đen đó không phải là con cá mà nó là cái tàu bể của mình. Và tôi cố gắng là tôi leo lên bơi lại cái tàu đó. Và khi tôi lật người lại để tôi bơi thì tôi phát hiện ở dưới nước chỗ tôi đang bơi đó rất nhiều cá mập. Và tôi đã thiếp đi, sợ quá mà tôi thiếp đi không biết bao lâu. Nhưng khi tỉnh dậy thì tôi thấy không còn cá mập nữa. Thì tôi nghĩ rằng tôi đã chết ở một cái phương trời nào đó, một chỗ nào đó. Nhưng mà tôi kiểm chứng lại bằng cách là lấy tay của mình nhéo vào cái đùi. Thì tôi thấy tôi vẫn còn đau. Và tôi nghĩ rằng như vậy tôi vẫn còn sống.
Và lúc đó thì cái tàu bè của tôi đã trôi gần, và tôi leo lên cái tàu bè và trôi nổi trên biển như vậy 21 ngày trời. À, cái mà lên biển đầu tiên tôi phải làm con dấu, tức là tôi lấy những cái cục đá đó, tôi gạch lên cái thành cái ghe là ngày đầu tiên. Và sau khi mà tôi bắt đầu vào tới bờ biển Mã Lai thì tôi đã gạch được 24 cái gạch, và như vậy tôi biết là tôi đã sống ở trên biển 21 ngày. Thế ông thì cái bóng đen mà ông nghĩ cá mập sau nó là cái thuyền bể của ông nó, thì lúc đó thì ông nghĩ rằng hải tặc đã giết hết tất cả những người của đi cùng với ông chết, và cái lý do mà cá mập nó nằm bơi chung quanh là bởi vì nó đến nó ăn thịt những người đó không? Không, lúc đó thì tôi không nghĩ về cái đó đó, bởi vì những người thân của tôi lúc đó là đang ở trên cái tàu của Thái Lan mà tôi đã đánh và tôi cướp được cái tàu đó, thì tôi không nghĩ rằng cái đó là do cái xác chết đó. Sở dĩ sau này tôi biết được cái tàu đó chết hết là bởi vì khi tôi tới Polydong thì cái thời gian đó có một con tàu của Mỹ tên là Acuna, và cái tàu đó họ đi ra biển Đông để họ vớt những người tị nạn, và họ lên trên biển thì họ lên trên Polydong thì họ cho cao ủy gọi xem có những ai, có những cái thân nhân trên cái chuyến tàu mà bị chết chìm hay không. Thì lúc đó thì cao ủy họ cũng gọi cái danh sách của tôi, bởi vì tôi lên trên biển còn có một mình, họ gọi tôi lên. Thì ông đại tá chỉ huy trưởng cái tàu đó, ông ấy cho tôi coi một số những hình ảnh, và ông nói là cái tàu họ đã phát hiện ra 4 cái tàu kéo một cái tàu chìm, và họ đã theo dõi cái tàu đó trong suốt cái cuộc hải hành, từ cái họ phát hiện cho họ cái tàu 4 cái tàu kéo một cái tàu bể đó về sông Kla của Thái Lan. Và đêm hôm đó thì 4 cái tàu bể đó nó đã trục cái tàu, 4 cái tàu kia nó trục cái tàu bể lên, và họ ném cái những xác chết ở trong tàu ra. Thì cái ông đại tá đó, ông cho quay phim và ông chụp hình những cái xác chết mà họ ném ra, thì ông kéo lên trên bờ biển ông chụp hình. Thì tôi sau khi tôi nhìn là tôi nhận diện là tất cả những cái người những cái xác chết đó là những người thân nhân của tôi trên cái tàu mà tôi cứu được. Thì sau đó tôi hỏi ông đại tá đó, thì ông ấy cho biết rằng là ông ấy có theo, sau khi ông phát hiện cái tàu đó và ông cho theo dõi vào tới sông La, thì ông thấy cái tình trạng đó và ông tới ông phỏng vấn với cái tên hải tặc đó, thì nó nói là cái tàu của Việt Nam đã đánh cái tàu của họ và chiếm cái tàu của họ. Thành thật ra bây giờ họ lại phải làm cho cái tàu nó chìm để cho cái tàu nó không đánh lại. Và vì thế lý do đó những cái tàu, những cái người trên đó là cái xác chết của cái tàu của Việt Nam đã đánh chúng tôi, cướp cái tàu của chúng tôi. Và ông đại tá đó, ông đã đếm cho thủy thủ đếm được 58 xác chết. Còn những cái xác chết khác thì tôi không biết tôi đi đâu, nhưng mà 58 xác chết đó là thân nhân của tôi trên cái chuyến tàu đó. Tôi biết được là nhờ do cái tàu Acuna của Mỹ cho chúng tôi biết. Thưa ông, khi mà ông nói là thân nhân đó, 58 người đó, ông có nhìn thấy bà nhà không? Không, tôi không nhìn thấy xác của vợ tôi, nhưng mà tôi nhìn thấy những người thân. Bởi vì tất cả những cái người đi trên chuyến tàu đó đều là dòng họ, bà con dòng họ, cậu, cô, chú, bác, chị, em của tôi. Thành ra những người đó là những người thân quen trong gia tộc, tôi biết hết. Thành ra nhìn mặt thì tôi nhận ra. Và ngay khi mà tôi nhận ra cái hình ảnh đó mà tôi biết cái tàu nó chìm hết, thì tôi cũng đoán chắc là vợ con tôi chết trên cái chuyến tàu đó. Và ngay lúc đó thì tôi đã đập bàn, bẻ cái bàn kiếng ở văn phòng tị nạn, và tôi chạy một mạch ra ngoài biển. Thì khi tôi chạy ra ngoài biển thì tôi chỉ muốn đi chạy ra ngoài biển để tôi tự tử, bởi vì lúc đó tôi không còn nghĩ tới tôi sống, bởi vì không còn vợ con nữa. Thành thật ra đấy là khi tôi chạy ra ngoài biển, khi mà tôi đập bàn cao ủy đó, tôi chạy ra ngoài biển, thì trên loa phóng thanh của thông tin họ thông báo tên của tôi và tôi đang chạy ra ngoài biển, và tất cả những người dân trong trại họ đều chạy theo tôi hết và họ đứng vòng xung quanh. Thì tôi lúc tôi chạy ra ngoài đó thì cảnh sát của Mã Lai họ tiến tới, họ bắt tôi lại. Nhưng mà khi mà tôi thấy
cảnh sát Malai thì tôi cũng tưởng giống như hải tặc, và lúc đó tôi đánh nhau với cảnh sát Malai và không ai vào được hết. Và tới lúc đó ra thì họ mới dùng dây họ quăng, họ giật cho tôi té xuống. Và khi té xuống thì họ đè lên, và bác sĩ ra họ chích thuốc cho tôi mê, và họ khiêng vào nhà thương Sick Bay của Polo Bidong. Thì cái cảnh đó, và khi tôi nằm trong nhà thương thì khi họ chích thuốc mê cho tôi thì ngày đêm hôm đó, một ngày một đêm tôi không có tỉnh dậy. Nhưng mà ngày hôm sau đó thì tôi tỉnh dậy, và tôi la hét, tôi chạy nữa. Và lúc đó thì nhà thương họ ra lệnh là bắt tôi lại và còng hai tay tôi vào cái giường sắt. Nhưng mà ban đêm á, thì tôi cũng còng cái giường sắt tôi chạy luôn. Thành ra những bệnh nhân ở trong nhà thương lúc đó, đó họ bảo với nhau là ở đây bệnh chưa chắc chết, nhưng mà ông này ông sống ra là ông giết chết. Thành ra hầu như trong nhà thương, trong cái thời gian tôi nằm ở đó là không có bệnh nhân nào ngủ trong bệnh viện ban đêm hết. Và sau đó là thì bệnh viện họ còng cả hai chân luôn. Và hầu như tôi chỉ được ăn uống, có người giúp đỡ, rửa ráy, mọi cái là đều có một người họ giúp đỡ. Cho tới tôi nằm đó một tuần lễ như vậy, thì mỗi ngày tôi đều bị chích thuốc mê để ngủ đi. Thì sau một tuần lễ tôi tỉnh dậy đó, thì tôi thấy người tôi tỉnh nhiều hơn. Và tôi khi bác sĩ tới thăm tôi thì tôi nói với bác sĩ rằng tôi tỉnh rồi, làm ơn tháo còng nó cho tôi. Thì ông bác sĩ ông nói rằng ngày mai ta sẽ tháo còng. Thì có lẽ là ông nghĩ rằng tôi còn điên, và ông nói như vậy để cho tôi yên trí. Nhưng mà sau 3 lần, 3 ngày như vậy thì tôi nói với ông bác sĩ là ông nghĩ tôi còn điên, thành ra ông không tháo còng cho tôi. Nhưng mà nếu ông không tháo còng cho tôi đó, thì tôi sẽ cắn lưỡi tôi chết. À, vì khi tôi nói điều đó, đó thì ông bác sĩ, ông có kêu y tá lấy chìa khóa tháo còng tôi ra. Và từ nhà thương Sick Bay đó, tôi bắt đầu được tháo còng đó, thì họ cũng báo cho bên ban thông tin, và ban thông tin họ cũng lên loa họ thông báo, và dân chúng mà chạy ra theo. Thì tôi từ nhà thương Sick Bay đó tôi đi lên đồi tôn giáo, và lúc đó tôi mới biết khóc, lúc đó tôi mới cảm thấy rằng tôi mất mát, lúc đó tôi mới cảm thấy là tôi đau khổ. Còn lúc trước kia thì tôi không chưa thấy đau khổ, nhưng mà ngay lúc đó thì tôi thấy là hầu như tôi không còn gì. Tôi biết là vợ con, tất cả cái dòng họ của tôi trên chuyến tàu đã chết hết rồi. Và tôi bắt đầu đi vào cầu nguyện ở trong nhà thờ, và tôi khóc. Và tới lúc đó thì mọi người đi theo tôi, và một số những em mà nó ở chung với tôi lúc mà tôi lên trại, thì nó tới nó dìu tôi về. Thì đó là những cái thảm cảnh mà sau thời gian tôi bị cướp, tôi lên tới bờ. Nhưng mà cái chuyện mà khi mà tôi sau cái thời gian mà tôi leo lên trên cái tàu 21 ngày đó, thì nó không phải đơn giản là 21 ngày trôi nổi, mà trong vòng 21 ngày tôi đã bị rất nhiều những cái hải tặc họ tới, họ tấn công. Và giống như tôi kể chuyện rằng tôi là một tín đồ Công giáo, thành ra tôi rất tin vào Chúa. Và lúc đó tôi nghĩ trên thì trời, dưới thì nước, không có ai xung quanh tôi hết, thành ra tôi chỉ biết trông cậy vào Chúa. Và tôi lần chuỗi để xin mẹ giúp cho tôi. Và nó như một cái điều gì nó không có ổn. Khi ở trong đạo Công giáo, khi mà lần chuỗi thì có 3 mùa: mùa vui, mùa thương và mùa mừng. Thì cứ tới mùa thương thì tôi thấy lảng vảng cướp họ lại tới, và họ tấn công bằng cách là họ tới, họ đổ hết nước ngọt của mình đi, rồi họ lục xoát soát tất cả mọi nơi, mọi chỗ không có. Rồi họ bắt đầu họ tấn công, họ đánh tôi. Thì họ đánh bằng gậy, bằng dao, họ đâm tôi. Và tôi chỉ biết lúc đó thì tôi chỉ nghĩ rằng là tôi ráng cố gắng tôi chống đỡ để tôi sống được, tôi trở lại có thể gặp vợ con tôi. Thành ra tôi không có phản ứng lại. Và khi mình phản ứng lại thì có thể nó sẽ giết mình ngay lập tức. Nhưng mà khi tôi chịu đựng thì sau khi họ đánh mình cách dã man như vậy thì họ lại ra đi. Và liên tục như vậy tôi khoảng chừng 17, 18 lần. Và có những lần là họ đã khiêng tôi lên và ném xuống với 3 cây shotgun họ bắn theo.
Thì họ nghĩ rằng tôi chết, nhưng mà tôi cũng không chết. Một lần khác, là cái lần đầu tiên sau khi tôi leo lên cái tàu bể, thì tôi gặp tàu của hải tặc. Nói, tôi không biết là hải tặc hay không, nhưng mà nó lại chạy gần là tôi. Thì tôi bò lên cái mũi ghe để tôi ra dấu là tôi đói, xin cho đồ ăn. Thì cái ghe của họ cách tôi khoảng chừng 5 mét, và họ giơ súng họ bắn, và viên đạn đã sượt qua mặt tôi. Thì nếu mà nói về cái chuyện hải hành của tôi thì hầu như đó là một cái gì mà tôi tiếng Mỹ gọi là miracle, tức là không thể tin được nó xảy ra. Như khi mà tôi đánh nhau với hải tặc trên tàu, tôi vào trong phòng lái thì cái người tài công họ đã cầm cái súng và họ dí vào ngực tôi là họ bóp cò và viên đạn không nổ. Rồi lần thứ hai khi mà tôi xin ăn, họ bắn tôi thì viên đạn đã không xuyên qua mặt mà lại sượt qua mang tai thôi. Thì đúng là tôi còn giữ cả được những cái đầu đạn và những cái đó, nhưng bây giờ nó thất lạc rồi. Rồi những cái lần thứ ba là khi họ ném tôi xuống biển, khiêng tôi ném xuống và họ bắn theo mà tôi không chết. Rồi những lần mà đánh đập thì hầu như là tôi quỵ hết, nhưng mà tôi Chúa vẫn để cho tôi sống và cho tôi có được cái nghị lực để mà làm những cái chuyện để vào bờ, vào biển được. Khi tôi lên tới cái đầu tàu của bè của tôi đó, thì tôi với một người em con ông chú cư dân của tôi đã bị gãy chân. Thì tôi nghĩ ngay tới tôi sẽ có thể lạc vào hoang đảo. Và cái câu chuyện mà ngày xưa tôi được đọc là Robinson ở trong hoang đảo. Và tôi nghĩ ngay tới cái chuyện tôi phải collect tất cả những cái quần áo, tất cả những cái gì có thể sử dụng được để tôi khi vào hoang đảo tôi sử dụng. Và chính những cái quần áo tôi collect được, sau này tôi đã dùng cái quần áo làm thành cái buồng và tôi lái vào trong bờ một mình tôi. Cũng như chính cái gương soi của mấy cô đã bỏ trong bóp, tôi đã dùng cái đó tôi làm mọc, làm hiệu cho tất cả những cái máy bay họ phát hiện tôi ở đâu. Thì đó là những cái cuộc hải hành của tôi, nó rất là gian nan. Thì cái lần cuối cùng mà một buổi sáng tôi thức dậy thì tôi thấy có 5 cái tàu ở trước mặt mình, nhưng mà gió thì nó có thổi hiu hiu đổi cái tàu của tôi tiến về 5 cái tàu đó. Và khi tới gần thì tôi phát hiện ra 5 cái tàu đó không phải là tàu của Mã Lai nữa, à Thái Lan nữa, mà tôi nghĩ là của Mã Lai. Bởi vì trên đường đi với cái gió hướng nam thì tôi biết chắc rằng khi tàu tôi vào nó di chuyển hướng nam thì sẽ tới Mã Lai. Và cái tàu không còn chữ ngoằn ngoèo của Thái Lan nữa thì tôi nghĩ là tới địa phận của Mã Lai. Nhưng mà khi cái mừng của tôi chưa được bao nhiêu thì tôi thấy trên cái tàu của Mã Lai đó họ thả xuống một cái ghe nhỏ và xuống 5 người với súng ống gậy gọc mã tấu. Thì tôi nghĩ rằng chắc là tôi sẽ chết trong cái lần đó. Và cái tàu của tôi nó bể thì cái mặt nước và cái chỗ bể nó rất là gần. Nhiều khi tôi nằm mệt bỏ tay ra ngoài thì cá nó tới nó rỉa, nó cắn tay tôi và tôi giật lên thì mình lại có cá để ăn sống. Thì đó là những cái cảnh mà tôi phải dùng những cái đó để mà sống sau này, tức là mình dùng cái tay mình làm mồi để cá nó tới nó ăn và mình giật lên để mình có đồ ăn. Và thứ hai là cái ghe nó họ tới, thì sau khi họ tới sát vào gần cái ghe của tôi đó thì hai anh em tôi chỉ có một tấm vải nhựa để đắp trên người thôi. Thì khi mà họ tới thì cái phản ứng tự nhiên của mình là mình co đầu lên mình dòm lại họ, và sau khi dòm lại họ thì họ hét lên, họ xô ra họ chạy. Thì tôi không biết tại sao bao nhiêu ngày trời thì tôi bị hải tặc tới tấn công, và tại sao kỳ này họ tới họ lại chạy. Thì sau đó tôi phát hiện ra, tôi suy nghĩ, tôi đoán rằng họ đã nhìn thấy cái mặt mũi đầu óc của tôi, tóc tai máu me tất cả một cái, thành ra không còn hình tượng gì, họ nghĩ rằng đó là ma và họ chạy. Và khi họ chạy đó thì cái tàu bữa năm cái tàu kia họ cũng nổ máy, họ đi luôn. Thì cái ghe của tôi nó cứ trôi nổi như vậy. Thì cái thời gian tôi đi là cuối tháng 11, vào ngày 16 tháng 11
Và cái tàu của tôi bị nạn vào ngày 19 tháng 11. Và nó trôi như vậy, coi như là 21 ngày. Thì cái thời điểm đó, nó gần tới lễ Noel. Và cái tàu tôi nó trôi như vậy. Thì khi trôi thì nó trôi qua một số những cái ghe nhỏ mà người Mã Lai họ đi câu cua, ở câu tôm. Và tôi thấy họ cắm neo bằng những cây tre. Và tôi nói với họ để có thể họ giúp tôi, nhưng mà không ai ngó gì tới cái ghe của tôi, mặc dù ghe tôi chạy gần sát với họ, họ cũng không có ngó. Thì lúc đó tôi mới sực nhớ tới cái câu mà ngày xưa mình thường nói với nhau là phớt tỉnh ăn lê. Thì đúng như vậy, họ không ngó tôi một chút nào hết. Và tôi rất đau lòng, đau khổ về cái chuyện đó. Và vì là gần ngày lễ Noel, thì lúc đó tôi hát những bài lễ liên quan tới Noel, giống là cao cung lên, rồi đêm đông. Và vừa khóc, vừa hát như vậy. Và tàu tôi trôi. Nhưng mà sau khi đó thì tôi suy nghĩ rằng tôi có khóc và tôi có làm gì đi nữa thì cũng không ai cứu mình. Và bây giờ tôi nghĩ rằng mình không cứu mình thì không ai cứu mình hết. Và tôi mới chợt nghĩ lại rằng cái neo mà những người đó họ cắm để giữ cái ghe của họ, họ câu thì bằng cây tre, thì tôi phỏng đoán nó chắc khoảng 10 thước hoặc 12 thước. Và tôi nghĩ tới chuyện tôi phải neo lại cái con tàu của tôi, con ghe của tôi, để nó không trôi lại Thái Lan. Và lúc đó tôi nghĩ tới làm neo. Và tôi đi ra tìm những cái dây neo thì đã bị hải tặc nó chặt từng khúc khúc một rồi. Nhưng mà cái dây neo của mình nó lớn và nó cột lại ba dây lại thành một cái dây neo. Và lúc đó tôi ngồi tôi gỡ ra ba dây lại, rồi tôi cứ cột chặt lại thì nó cũng khoảng 9 thước. Và sau khi tôi cột được 9 thước rồi đó, thì bây giờ tìm neo không có. Và tôi bắt buộc lại phải đi làm cách nào để thực hiện cái neo. Và cái ghe của tôi khi mà bị hải tặc nó lấy hết máy đó, thì những cái ống lát nó còn bỏ lại đó. Và tôi sử dụng mấy cái ống lát đó, tôi cho vào tôi bẻ thành hình chữ Z và tôi cột lại. Người tôi hy vọng là khi quẳng xuống dưới biển thì cái đó nó có thể máng vào đá hoặc cát, nó có thể giữ cái tàu lại. Nhưng mà những cái suy nghĩ của mình đó nó còn quá đơn sơ, nông cạn. Là bởi từ khi mà tôi thực hiện cái neo cho tới lúc tôi có được cái neo thì cái tàu của tôi đã trôi ra rất là xa. Và khi tôi bỏ cái neo của tôi xuống thì nó không đi tới đâu hết, và cái ghe nó cứ trôi như vậy. Và khi ghe nó trôi trở về đó, thì tôi sực nghĩ rằng ngày xưa khi vợ chồng tôi chuẩn bị đi tìm đường vượt biển thì chúng tôi có nghĩ tới phương cách là đi bằng khinh khí cầu. Và chính vì lý do đó tôi nghĩ là bây giờ tôi phải thực hiện cái buồm. Và bây giờ muốn thực hiện cái buồm thì chỉ có cách là xé quần áo mà tôi đã co lách được ra và dùng kim chỉ tôi lượm lại được, tôi may lại thì nó cũng được khoảng bằng 4 thước vuông. Và tôi thực hiện được cái buồm rồi thì bây giờ nó lại không có cái cột buồm, và lại phải tìm cách để dùng tay chân mình phá những cái mạn thuyền ra để có được một cái cột buồm. Và khi có cái cột buồm rồi đó thì mình lại phát hiện ra rằng mình không còn bánh lái hải tặc cũng lấy hết rồi, và mình lại phải phá mạn thuyền để làm được cái bánh lái. Và cứ như vậy lục đục, từ lúc mà tôi thực hiện cái neo, rồi tôi thực hiện cái buồm, rồi thực hiện cái cột buồm, rồi thực hiện cái bánh lái, liên tục từ ngày này đêm khác là gần coi như là 4 ngày trời tôi mới thực hiện xong. Và hầu như lúc đó cũng may là không có gió mạnh, và tàu của cái ghe của tôi nó cứ trôi đi một khúc rồi nó lại trôi lại theo thủy triều, thì nó không kéo về Thái Lan và nó cứ lần vẫn trong cái vùng của Mã Lai. Và sau 4 ngày, gần 5 ngày như vậy đó, thì tôi có buồm, bánh lái, và tôi đã thực hiện lái cái con tàu, con ghe của tôi để đi theo cái gió hướng Nam. Và sau 4 ngày trời tôi lái như vậy thì tôi mới thấy được từ xa đã có những cái rặng núi nó hiện lên trên chân trời. Và
Và cái điều đó là điều vui mừng của chúng tôi. Và tôi lái thêm 2 ngày nữa thì tôi thấy bờ biển sóng đánh. Và tôi lái thêm 1 ngày nữa thì tôi thấy bên trong đã có người đứng lố nhố trong đó. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái người mà ở trên chiếc tàu tôi cứu được. Họ đã đến đó và họ đang chờ tôi. Nhưng mà lúc đó thì hết gió rồi. Và ban đêm thì tôi thấy ở bên trong đất liền đèn sáng rất là nhiều. Thì với cái những cái bài học trong biệt kích của tôi thì tôi đoán đó là một cái phi trường. Và đúng quả đó là một cái phi trường của Kuala Lumpur. Thì tôi thấy máy bay lên xuống thường xuyên lắm. Thì lúc đó tôi đã dùng cái kiếng mà tôi lượm đó để tôi ra hiệu đánh mọc cho những cái máy bay đó, họ giúp mình. Thì quả thực là trên máy bay họ có nhận được, thường thường họ cái máy bay chúng ta thấy họ bay một vòng hoặc hai vòng họ đáp xuống. Nhưng mà khi cái máy bay tôi đánh mọc đó thì họ đã không bay, không đáp xuống, họ bay tới lui 3-4 vòng. Đó, họ bay vòng trở lại cái chỗ tôi đậu. Và sau đó thì khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau thì tôi thấy có một cái tàu xé sóng nó chạy ra. Và họ chạy ra, họ gần tôi khoảng chừng 1 cây số. Thì tôi nhìn thấy rõ họ lắm, mà họ cầm bóng nhòm nó họ nhìn. Thì tôi không biết là họ suy nghĩ tại sao, nhưng mà sau khi họ nhìn rồi thì cái tàu đó họ nổ máy, họ lại chạy trở về. Thì tôi nói bây giờ cái chuyện là chắc chắn là bây giờ không ai giúp mình rồi. Và bây giờ ngày mai là tôi quyết định tôi phải bằng mọi giá tôi lái cái ghe của tôi vào trong đất liền. Và ngày hôm sau tôi lái cho từ buổi sáng tới buổi chiều. Thì tôi ghe của tôi nó vào trong bờ và tôi thấy những cái người ở trong bờ nó, họ chạy ra. Và tới gần, mình gần thì mình mới nhìn ra họ cũng quấn sờ rông, tóc cũng dài. Họ cũng mang súng, mang mã tấu dắt ra. Thì tôi bảo chắc cái này là tôi chết rồi. Thế nhưng mà cái ghe của mình đó, như bà thấy là khi mà sóng nó đánh vào trong thì nó chỉ đánh vào chứ mình không thể đi ra được nữa. Và chỉ trong vòng là nửa tiếng đồng hồ sau thì có cái ghe của tôi nằm trên bờ cạn rồi. Và tôi thấy ở bên trong họ chạy ra thì tôi nhảy xuống. Giống như bà thấy là mình đi biển lâu ngày đó thì mình lên đất, mình bị say đất, người nó loạn choạng. Thì tôi cũng ráng tôi chạy. Hai bên chạy tới thì tôi thấy có một ông già và tôi khóa của ông già đấy. Tôi nghĩ rằng là tôi nếu mà họ đánh tôi thì tôi sẽ đem ông già tôi đỡ. Nhưng mà họ không đánh tôi mà họ xuống dưới tàu để họ lục soát dưới tàu. Ở dưới tàu thì không có cái gì hết. Một cái điều mà nực người nó là ở Việt Nam mình quý những cái tàu lớn như vậy, những cái ghe lớn như vậy thì quý lắm. Thì tôi có nói với ông ra hiệu ông già là tôi có cái ghe, tôi chỉ có 2 người thôi thì họ giúp tôi. Nhưng họ lắc đầu. Tôi quên một cái chi tiết nữa là khi tôi vào tới bờ biển Mã Lai đó, ngoài cái chuyện những cái người cắm câu đó, cắm câu tôm đó, thì có một cái ghe nhỏ họ chạy vòng xung quanh cái ghe của tôi. Tôi ra hiệu với họ là tôi chỉ có 2 người thôi, làm ơn. Ra giấu cho 2 người nhưng họ cũng không giúp. Thì tôi ra giấu cho họ để họ giúp, nhưng mà họ đưa cái tay họ bắt chéo lên mà nói là police. Thì tôi hiểu rằng là họ cho là cảnh sát không cho phép họ cứu mình. Thì lúc đó là cái ghe họ kế bên tôi. Nếu không có người cư dân của tôi kế bên á, thì có lẽ tôi sẽ nhảy xuống liều, tôi nhảy xuống cái ghe của họ. Nhưng mà có người cơ chân tôi bị gãy chân, thành ra tôi không thể bỏ cơ chân tôi được. Muốn có cái chi tiết là chưa có rõ đó là khi mà ông bị liệng xuống biển, rồi ông trôi lềnh bềnh đó. Rồi đến khi mà ông nhìn thấy cái tàu mà ban đầu ông tưởng là con cá mập gì đó, thì trên cái tàu đó nó có người cơ chân của ông nằm bị thương trong đó ạ? Dạ vâng, đúng vậy. Khi tôi rớt xuống cái biển, là tôi cứ nhảy qua nhảy lại để đưa những người của mình đi qua cái tàu mà tôi cướp được. Tôi cõng qua, tôi nhảy qua thì tôi hỏi ông chú tôi là còn ai nữa không. Thì ông chú tôi nói còn một thằng Quang, tức là cư dân của tôi, nó bị gãy chân đêm hôm trước. Thì nó nằm ở đó, nó không bò lên được. Thì tôi nhảy về. Và khi tôi nhảy về thì cái dây neo nó bị đứt.
và sau đó tôi rớt xuống biển. Thì đó là cái tình trạng. Ngày mà ông đi được đến bờ đó là bao nhiêu ngày? Thì bà cứ thấy rằng tôi đi vào ngày 16 tháng 11 và ngày 19 thì chúng tôi bị hải tặc. Và bắt đầu khi tôi leo được cái tàu bè của tôi đó, thì tôi gạch ở trên cái tàu bè đó, thì cho tới khi tôi vào trong bờ là 21 ngày, cộng với 3 ngày kia, với một ngày tôi bị cướp là 4 ngày, là coi như là tổng cộng là 25 ngày trên biển. Thưa ông thì sau khi mà họ coi như bắt họ đưa vào đó thì họ đưa vào trại tị nạn hay là đưa đi đâu? Không, khi tôi lên tới bờ đó thì tôi đã trở lại cái quãng mà tôi vào trong bờ. Tôi đang trở lại cái khúc mà mấy cái người kia đó, thì sau khi họ nói với tôi là police họ không giúp tôi được, thì tôi muốn tìm cách hoãn binh bằng cách là tôi xin nước họ uống. Thực sự trên ghe chúng tôi có nhiều nước, nước mưa chúng tôi hứng được, nhưng mà tôi vẫn xin họ nước. Thì cái ông già đó, ông vào trong khoang thuyền của ông ấy, ông múc cho tôi một cái ca, mà ngày xưa cái ca ni lông đó nó khoảng nửa lít, thì ông múc cho tôi một ca nước đó, thì ông đem ra. Thì tôi thấy ông đem ra thì ông chuẩn bị đưa cho tôi, thì ông suy nghĩ sao ông đổ xuống biển. Thì ông trở lại trong khoang ghe của ông một lúc sau, thì ông đem ra cho tôi một ly mà tôi thấy có cái hơi khói nó bốc lên. Thì tôi không biết là ly gì, nhưng mà sau này khi mà ông đưa cho tôi thì tôi biết ly đó là ly trà sữa. Vì những cái người mà thuộc địa của Anh đó, họ không uống cà phê mà uống trà sữa. Và sau đó thì ông làm cho tôi một bọc ni lông mì ăn liền đó, và một số những cái bánh của mình, bánh biscuit, bánh khô đó, ông khẳng khoảng là sao cho tôi. Thì chính cái nhờ cái ly trà sữa đó và hai anh em tôi tỉnh lại rất là nhiều, và tôi lấy lại được sức, và tôi để dành hai cái gói mì kia, những cái bánh khô mình không biết là mình sẽ bao lâu mình mới vào được, chỉ uống cái ly trà sữa đó. Và sau khi uống trà sữa rồi tôi mới lo tới thực hiện neo, thực hiện buồm, thực hiện cột buồm và bánh lái, và tôi lái đi. Đó là cái khúc đó trở lại. Rồi khi mà tôi vào tới bờ đó thì dân lúc đó là họ đi cuối tuần. Sau này tôi phát hiện ra là cái ngày là ngày cuối tuần, bởi vì khi tôi vào trong bờ đó thì mấy ông cảnh sát ông nói là cuối tuần, thành thật ra mấy ông sếp của ông không có mặt ở trong văn phòng. Thì ngày cuối tuần thì họ ra bờ biển họ chơi. Và cái đó là một cái đất nó lồi ra ngoài biển chứ không phải là bờ biển đó. Thì tôi với người cư dân tôi vào trong bờ khoảng chừng 10 phút sau thì chết, bởi vì máu nó tuôn ra hết, không còn máu nữa thì chết. Ông có thể kể là cái người cư dân đó trong thời gian đó thì anh ấy nằm một chỗ và anh phải giúp anh vấn đề đem đồ ăn uống như thế nào? Trên biển đó thì lúc mà tôi lên biển đó thì tôi chỉ lượm được một bịch nước chanh đường, họ đổ vào đó để họ đi ngậm cho nó đỡ khát. Thì lúc đó là khi tôi trên biển là tôi xé hết quần áo của người cư dân tôi ra, bởi vì muốn được dễ dàng để rửa. Thì tôi lấy quần áo cái dúng nước biển vào giặt đi, rồi bôi vào rửa những cái vết thương và đắp lên cái vết thương đó để cho ruồi nó khỏi bu. Bởi vì thực sự mình cứ nghĩ là ngoài biển không có ruồi, nhưng ngoài biển có nhiều ruồi lắm. Và chúng tôi chữa vết thương cho người em tôi cũng như là tôi bằng cái nước biển. Và cứ như vậy, rồi khi ăn thì chúng tôi không có thực phẩm để ăn, nhưng mà chúng tôi cứ lấy một cái bốc một chút xíu đường cho vào trong miệng để mình ngậm vào trong đó, để nó tự nó tiết ra nước để mình uống cho đỡ khát. Chứ mình không có nước, không có đồ ăn. Và chúng tôi chỉ sống bằng cái bịch nước đường đó trong vòng 21 ngày. Bằng cái bịch nước đường đó, không có đồ ăn. Cho tới ngày chúng tôi nhận được cái ly trà sữa, cũng như là bánh biscuit và bánh mì gói như vậy, thì chúng tôi mới có thức ăn. Chứ còn không có thì hầu như chỉ có cái nước đường, cái đường chanh đó để mà làm cái lương thực thôi.
và một hai lần tôi bắt được cá, như tôi vừa trình bày là bắt được cá thì lên ăn sống, thì em tôi thì nó không dám ăn sống, nhưng mà tôi là người đã từng ở trong quân đội thành ra tôi không có ngại vấn đề ăn cá sống, mà mình cứ thế mình ăn. Và cũng chắc cũng nhờ những cái chuyện là mình dám ăn như vậy, cũng như là ngày xưa mình đi tù mình cũng đã từng ăn những con chuột con thằn lằn, thì bây giờ cái con cá sống ở ngoài biển mình ăn thì cũng không sao hết. Và lấy lý do cũng nhờ cái đó mà tôi còn có sức để sau này tôi làm buồm và lái. Thì đó là cái chuyện. Còn khi tôi vào tới bờ đó thì 10 phút sau, thay vì những người đó họ khiêng người em của tôi đang nằm trên tấm ván để lên, thì có lẽ người em tôi không chết. Nhưng mà họ không nghĩ tới cái chuyện đó, họ chỉ cõng người em tôi lên lưng và đem vào trong bờ. Và khi họ chạy như vậy đó thì bao nhiêu máu nó tuôn ra, không còn nữa. Đó, thành ra bà cứ nghĩ rằng thì là cái xương nó gãy lìa hết rồi, nó không còn cái gì hết. Nhưng mà mình để nó lại cái khớp đó và máu ở trong người nó không có tuôn ra nữa. Nhưng mà khi bế cái người em nó lên thì bao nhiêu máu ở trên nó tuôn xuống, và nó khi vào tới bờ 10 phút sau đó, thì người em tôi không còn máu nữa và nó chết. Thì đó là một cái điều đau khổ thứ hai, là sau 21 ngày anh em sống không có đồ ăn trên biển, bị nhiều lần hải tặc mà em tôi không chết, nhưng mà khi vào tới đất liền 10 phút sau em tôi nó chết. Thì đó là một cái đau khổ kế tiếp. Mà thật sự ra cái lúc đó tôi không có còn vợ hay con ở đó, nhưng mà người em của mình, người cư dân của mình là người thân duy nhất còn lại của mình ở chỗ đó, lúc đó mà cũng chết. Thì tôi thấy những cái người thanh niên họ đi tới họ coi chúng tôi, thì tôi không ngờ là ngày xưa mình học nhưng mình không có để ý nhiều, mình không biết rằng là cái Mã Lai họ thuộc địa của anh. Thành ra tôi lại hỏi họ là các ông, các anh, các chị có nói được tiếng Anh không? Và tôi hỏi họ thì họ nói được tiếng Anh. Và nhờ đó tôi mới hỏi là làm ơn đi tìm cảnh sát dùm. Và họ đi xuống cái tắc ráng, họ chạy vào trong bờ khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ sau thì có sẽ tàu cảnh sát ra. Và cảnh sát họ ra thì họ không có lý gì tới anh em tôi trên này, mà họ chạy xuống dưới cái tàu bè của chúng tôi, họ ghi chép, họ làm report ở dưới đó xem họ nhận được cái gì, có những cái gì. Thật sự thì cũng không có cái gì cả. Rồi sau đó khoảng chừng 45 phút họ mới trở lại, họ kêu anh em tôi xuống dưới cái ghe của họ. Thì tôi cứ sợ rằng họ sẽ bỏ em tôi ngoài biển, thì tôi yêu cầu họ cho em tôi vào trong bờ. Thì họ cũng đồng ý, họ cho xuống dưới cái tàu của họ và cho trong bờ. Thì người em tôi hầu như là trần truồng, không có một cái tấm vải gì trên người hết, chỉ có cái tấm ni lông để đắp thôi. Và khi vào tới bờ đó thì những người cảnh sát đó họ nói hôm nay là cuối tuần, thành ra mấy ông sếp không có ở trong văn phòng, bây giờ phải chờ, họ không cho tôi lên bờ. Và lúc vào tới bờ đó thì tôi nhìn thấy ở trên bờ họ lại họ coi rất là đông, vì tôi thấy một số những người trùm khăn, đàn bà trùm khăn, này tôi nghĩ là những bà sơ, để tôi hỏi là có phải là mấy bà sơ không, để tôi muốn, nếu là bà sơ thì tôi muốn hỏi bà sơ để có linh mục tới làm phép xác cho em tôi. Nhưng mà họ nói họ không phải là bà sơ mà họ là đạo hồi, và họ cũng trùm khăn kín như vậy. Nó đó là một cái sự sai lầm của tôi, mà mình Việt Nam ngày xưa mình học nhưng mình chỉ có lý thuyết, mình không có thực hành, không có để ý, không có biết những cái gì xung quanh mình hết. Thì đó là một cái điểm mà sau này tôi mới phát hiện ra. Rồi khi mà tới đó thì tôi mới xin họ để ăn. Thì họ dân họ đem tới cho tôi một cái tờ báo, họ bỏ đồ ăn trên cái tờ báo đó. Và có mấy con cá trên đó. Rồi có một cái lon sữa bò, họ quấy sữa vào đó, họ cho tôi uống. Thì tôi cũng nghĩ tới cái chuyện là ngày xưa khi mà mình còn ở quê nhà, những người ăn xin họ tới thì kịp vào cái giờ ăn thì mình cũng cho họ chén bát họ ăn. Ở đây họ cho mình một cái tờ báo, rồi cơm với cá với sữa, họ không cho một cái gì để mình sử dụng hết. Thì tôi rất là tủi thân, mình nghĩ tại sao con người đối xử với con người có thể tệ được như vậy. Nhưng sau này mình đã phát hiện rằng là người Mã Lai họ ăn bốc. Thì đó cũng là một bài học cho mình, để mình thấy rằng mình chưa biết nhiều. Đó, và sau khi
Tôi ăn rồi đó thì cảnh sát họ bắt đầu đưa tôi vào trong văn phòng của cảnh sát để họ là họ đưa tôi vào trong bệnh viện. Trước nhất là họ chích cho tôi những cái mũi thuốc bởi vì người tôi đầy vết thương. Và em tôi thì họ đưa vào trong nhà xác. Thì tôi có hỏi họ là làm ơn họ chôn em tôi nó đàng hoàng và ngày mai tôi muốn được tới thăm mộ em tôi. Những cái điều xin của mình nó là một cái giấc mơ thôi. Mình họ tuyên bố thẳng là các anh tới đây gia đập là các anh đã xâm phạm bất hợp pháp. Các anh cũng là cái người tội nhân mới đúng hơn. Thì là chúng tôi cho anh cái gì thì anh được hưởng cái đó, chứ anh không có quyền đòi hỏi. Và sau khi tôi nghe cái đó thì tôi chỉ biết buồn và khóc. Cái thân phận của mình là một con người có quốc gia, có dân tộc mà bây giờ trở thành vô gia cư, vô tổ quốc. Đó. Thì lúc đó đó các phóng viên của đài VOA, đài BBC họ vào đó họ phỏng vấn tôi. Thành ra tôi cũng trả lời với họ ở trên đó và tôi cũng nói với họ tôi là lính biệt kích. Thì ngay lúc đó thì những cái người lính biệt kích họ biết tôi nghe tôi nói như vậy là thành ra họ yêu cầu cảnh sát đưa tôi về cái trại của biệt kích để họ điều tra thêm. Và trên đường đi khoảng chừng 3 tiếng lái xe, trời mưa gió lạnh đi tới cái trại biệt kích. Thì đêm hôm đó, đó thì tới đó thì cái điều đầu tiên là tôi yêu cầu tôi được đi tắm. Bởi vì sau khi lâu ngày mình không có ăn thì cái khi mình ăn vào đặc biệt cá với sữa thì tôi bị diarrhea và tôi xin đi cầu và cái người đại úy của cái đại đội đó họ kêu lính dắt tôi đi ra nhà cầu. Thì tôi vừa vào trong nhà cầu tôi chưa kịp đóng cửa nhà cầu thì họ đấm cửa rầm 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 họ kêu tôi đi ra và họ nói là ông đại úy ông bảo đi lên chỗ cái cầu bắc ngang cái mương đó để lên đó mà cầu. Thì tôi nghĩ là họ sợ tôi vào trong đó là tôi giấu giếm một cái gì đó. Thành là họ bắt tôi lên cái một cái cầu và có lính gác đứng ở đó đèn sáng để tôi cầu. Thì tôi nghĩ rằng là cuộc đời của mình bây giờ chả còn cái gì là xấu hổ nữa. Thì tôi cũng ngồi trên đó để tôi đi cầu. Cầu xong là tôi xin đi tắm. Và ông đại úy cũng cho tôi một cái khăn tắm và một cái quần sọt, một cái áo thun. Rồi ông kêu lính đưa tôi ra giếng này tắm. Thì họ đem tôi ra ngoài tắm mà có lính gác để cho mình tắm. Và sau khi tắm rồi thì tôi đi vào thì họ lấy ra một cái giường bố và họ bảo tôi ngủ ở ngoài sân ngay cái cửa đó. Thì có người lính gác bên kia để một cái đèn mang sông là bên đây có người lính gác. Thì đêm hôm đó là cái đêm mà tôi ngủ có lẽ là ngon nhất trong cuộc đời. Bởi vì bao nhiêu ngày mình sống, mình bị tai nạn, mình bị đau khổ, mình thì lúc đó là cái lúc sau khi tôi đã được tắm rửa, ăn uống xong rồi tôi thoải mái là tôi ngủ một giấc rất là ngon. Sáng là sau dậy đó thì lúc đó có cái hội trăng lưỡi liềm họ tới thăm. Và khi hội trăng lưỡi liềm họ tới thăm rồi đó thì tôi mới trình bày tất cả những cái sự kiện mà đất nước tôi như vậy. Và trăng lưỡi liềm họ đem tôi từ ở cái chỗ trại lính đó qua một cái trại kia là Marang, tức là cái nơi mà đầu tiên những người tị nạn của mình vượt biển thì họ sẽ đến cái trại đầu tiên để làm thủ tục chờ đợi đi vào đảo. Thì tôi tới đó thì chỉ có một người Việt Nam, tức là cái chú Thành hồi nãy tôi có trong hình đó thì chú ấy đi bệnh viện, thành ra chú ra ngoài đó và chú ở đó có một mình thấy tôi thì chú tới kéo tôi về. À, cùng ngủ phòng với chú ta và chú ấy làm đồ ăn cho tôi. À, thì đấy là bắt đầu cái hành trình của tôi ở trên biển về tới đất liền là như vậy và bắt đầu tôi ở đó trong vòng một tuần lễ để chờ thủ tục bởi vì muốn đi qua đảo thì nó phải đủ cái túc số để cái tàu nó có thể đưa về bên đảo. Thì có mấy người thì nó chưa có đủ túc số. Nhưng mà sau một tuần lễ sau thì cái người tị nạn mình cứ lần lượt kéo tới. Thì có những người bị hải tặc hiếp, có những người bị đánh đập, rồi tất cả mọi cái. Thì lúc đó vào trong cái thời gian tôi ở đó một tuần lễ thì tôi đọc những cái nội quy trong trại. Thì tôi thấy rằng là nó nói tất cả những người tị nạn tới đây đều là bất hợp pháp. Xâm nhập bất hợp pháp thành thực ra coi như là một người tù.
nhưng mà không phải hành hạ giống như những người tù, nhưng mà giống như một người tù, không có một cái quyền hạ gì trong này hết. Và trong cái trại đó cấm là không được hái dừa, không được hái đu đủ, phải làm vệ sinh. Thì khi mà những người Việt Nam tới đó đầu tiên khi mà làm thủ tục, thì tôi cũng may mắn, không giỏi Anh văn lắm, nhưng mà lúc đó tôi cũng có thể thông dịch được, có thể nói những cái chuyện thông thường được, và tôi trở thành một thông dịch viên ở những cái tình huống như vậy. Và sau khi đó thì tôi trở thành automatic, trở thành một cái người leader ở trong những cái group như vậy. Và tôi nói cho họ biết là chúng ta tới đây là chúng ta nhập cư bất hợp pháp, thì họ coi mình như một người tù, thì tất cả những cái điều lệ ở đây đó mình phải giữ cho cẩn thận, không có họ sẽ hành hung mình. Thưa ông nói ông đi vào tháng ngày 16 tháng 11 năm bao nhiêu ạ? Năm 1981. Thưa ông, thì qua những cái khổ đau như thế đó, thì muốn hỏi ông là cái điều gì ngoài vấn đề tôn giáo ra, ông có cái điều gì khác nó kiện là nó giúp ông để coi như là bắt đầu lại cuộc đời và có một cái đời sống tương đối khả quan như ngày hôm nay, thưa ông? Bà muốn hỏi tôi là cái ngay lúc đó hay là sau này? Sau này đó, tức là cái quá trình cho đến ngày hôm nay, từ ngày đó cho tới giờ đó, là có cái điều gì ngoài vấn đề tôn giáo nữa không? Thực sự ra thì cái chính, tôi nghĩ cái chính là cái tôn giáo đã làm cho tôi thức tỉnh. Bởi vì tôi nhớ những cái đoạn phúc âm mà Chúa nói rằng nếu một cái cây mà không sinh hoa trái thì cái cây đó sẽ bị chặt đi, ném vào lửa. Và nếu tôi cứ buồn phiền, đau khổ thì chắc chắn tôi sẽ không giải quyết được cái gì hết. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, tôi cũng may mắn đã trở thành một người võ sư của Vô Việt Nam. Thành thật ra cái ý chí của con nhà võ đó, nó cũng làm tôi thức tỉnh rất là nhiều. Và chính cái lý trí đó, nó đặt cho tôi một cái dấu hỏi là tôi phải làm một cái gì. Sau khi tôi được sống sót như thế này thì tôi phải làm cái gì? Không lẽ tôi cũng lại trở thành một cái giá áo túi cơm, lo làm ăn, kiếm tiền, lập gia đình, rồi sống phây phả, quên tất cả những cái đau thương của vợ con, của những người thân quen của mình trên biển. Thành ra đấy là lý do thứ hai làm cho tôi thức tỉnh. Và cũng vì cái lý do đó cho tới ngày hôm nay tôi vẫn theo đuổi trên con đường võ thuật để tôi giúp ích cho tất cả các thanh thiếu niên cũng như tất cả những người già. Thì đó là những cái gì tôi có được đến ngày hôm nay. Và cũng nhờ cái sự thức tỉnh đó, và ngày hôm nay tôi lại gặp lại được vợ tôi. Và cũng nhờ ơn bề trên đó, như một phép lạ là khi tôi xương sống tôi bị đánh, nó dập ra. Thì bác sĩ nói rằng khoa học nói rằng khi xương sống bị dập thì tôi không có con. Và như một phép màu, mà bà đã thấy tôi có hai đứa con rất là thông minh, rất là ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Thì đó là một cái điều mà tôi cảm tạ ơn Chúa cũng như tất cả những người xung quanh đã yêu mến mà giúp đỡ tôi từ tinh thần tới vật chất. Và cái con đường tôi sẽ tiếp tục cho tới khi nào mà tôi nghĩ rằng cái ước nguyện của tôi nó thành công. Thưa ông, nãy ông có nói là cái lúc mà ông biết được bà nhà, các cháu và tất cả những người trên chiếc tàu đã chết đó, thì ông được đưa vào nhà thương. Ông có nhớ cái tên nhà, ông có biết cái nhà thương đó là, ông có nói nhà thương Sick Bay. Sick Bay thì đánh vần như thế nào? Sick là làm bệnh đấy. À. Bay là và Bay là BAY. Dạ, thưa ông, thì ông là một người trải qua rất nhiều khổ đau, rồi cũng đã là ông cũng là người đã chiến thắng tất cả những cái gì nó đã xảy ra cho mình để mà làm lại cuộc đời và còn giúp đỡ người khác nữa. Thì bây giờ ông, trong thâm tâm ông có thù hận ai không? Những người đã giết vợ con ông, thân quyến ông, hay là những người mà đã đưa đất nước Việt Nam vào cái con đường khốn khổ để mà ông và vợ con phải ra đi và cuối cùng đi đến cái chết thảm khốc, ông có thù hận ai không? Thật sự ra thì sau khi tôi lên bờ cũng như là tôi đến đất Mỹ thì cái người mà tôi thù có lẽ là người Thái Lan.
Và bà cơ dân của tôi, bà chị của tôi đó, bà làm nghề cắt tóc. Và mỗi một lần tôi nghe bà chị tôi là bà sống ở bên Lào. Và bà nói tiếng Thái rất là giỏi. Vì thế thành ra khi những cái người Thái mà tới cắt tóc với bà ấy, thì hầu như trong người tôi nó nổi cơn điên lên. Tôi chỉ muốn bóc cổ người đã chết ngay. Và khi mỗi lần như vậy thì bà chị tôi phải bắt tôi về lên trong phòng khóa cửa lại. Không cho tôi nhìn thấy những cái người đàn bà Thái Lan hoặc người đàn ông Thái Lan. Nhưng mà qua một thời gian trải nghiệm thì tôi thấy rằng cái kẻ thù của tôi ngày hôm nay không phải là Thái Lan. Nếu đất nước của tôi không bị Cộng sản xâm chiếm, nếu đất nước của tôi không có Cộng sản, thì chắc chắn là chúng tôi không phải ra đi. Và khi chúng tôi không phải ra đi thì hải tặc Thái Lan không làm gì được chúng tôi hết. Và cái kẻ thù chính, nguyên nhân chính để cho vợ con tôi chết, bị hãm hiếp, bị bỏ xuống biển, quẳng xuống biển, thì cái nguyên nhân chính đó là chế độ Cộng sản. Và theo tôi nghĩ ngày nào thế giới này còn chế độ Cộng sản thì loài người vẫn còn đau khổ. Bởi vì người Cộng sản họ vô thần, họ không có niềm tin, không có tâm linh, và họ chỉ có những cái gì và quyền lợi họ trước mắt. Và lý do đó thì họ coi những cái sự chết của con người, của đồng loại, nó giống như là một con vật. Và bởi vì sau cái ngày mà Việt Cộng chiếm, Cộng sản chiếm miền Nam, có những ông xã trưởng họ bắt ra, thay vì họ bắt đi tù thì họ trói lại và họ kê vào đá, họ dùng cây trâm bầu, họ đập cho vỡ nát đầu ra là chết. Thì tôi nghĩ không có một cái con người nào mà có một cái thú tính như vậy. Thì tôi chỉ nghĩ có con người Cộng sản mới mang thú tính như vậy. Thì đó là tôi nghĩ cái nguyên nhân chính mà cho tới bây giờ mà tôi đeo đẳng trong tâm hồn của tôi, đó là chế độ Cộng sản còn tồn tại thì loài người vẫn còn đau khổ, và kẻ thù đó chính là Cộng sản đối với tôi. Thưa ông, nghe ông có nhắc đến cái chuyện kể cổ đập vào cái châm bầu đó, thì ông có chứng kiến cái cảnh đó? Dạ thưa, tôi có chứng kiến. Bởi vì khi mà họ, cái người Cộng sản đó, mà khi họ giống như một sự đấu tố ngày xưa ở miền Bắc, thì khi họ bắt ai đó thì họ không phải rằng họ đem đi họ bắn một cách bình thường hay là êm đẹp, mà họ lúc đó họ đã nắm được quyền rồi đó, thì họ đem bắt tất cả những người dân tụ họp vào đó để họ xử và họ kể tội cái người đó. Mà những cái tội đó hoàn là cái tội vào trên trời rớt xuống. Sau đó thì họ hành hung, một là họ đâm chém, hoặc là họ đập chết. Thì riêng cái ông xã trưởng đó, chúng tôi chứng kiến là họ đập đầu bằng cây trâm bầu, tức là cái cây miền Nam nó cây nó cứ mọc những cái gai ra đó. Họ đập vào cây đó và họ đã đập nát bể óc, máu me óc tuôn ra trước mặt của mọi người. Thì cái ông xã trưởng nó còn nhớ tên gì và cái xã nó là xã gì không ạ? Tôi bây giờ tôi không nhớ tới cái ông xã trưởng tên gì, bởi vì lâu quá rồi tôi không có nhớ. Nhưng mà cái xã đó là cái xã Tam Hiệp. Vâng. Tỉnh Đồng Nai. Không, xã Tam Hiệp, tỉnh Mỹ Tho. Thưa ông, thì bây giờ cái mơ ước trong ông nó là cái gì cho bản thân ông, cho gia đình ông và cho đất nước Việt Nam? Cái mơ ước của tôi chính là tôi chỉ muốn có một cái gia đình êm vui, hạnh phúc, mà con cái của tôi trưởng thành, học hành, đỗ đạt để sau này nó giúp đời. Giống như bà thấy đêm qua, mặc dù con tôi cũng đang đi học, chứ tất cả những bạn bè của nó và các cháu học rất ngoan, đạt điểm cao, nhưng mà con tôi vẫn được tôi hầu như là một nửa ép buộc để đi học võ. Và chính cái tinh thần võ, tôi nghĩ là con tôi sau này nó sẽ nối bước cái con đường của tôi khi tôi về hưu.
thì con tôi sẽ nối bước để tiếp tục con đường phát triển võ học. Thì cái võ học giống như tôi trình bày là cái Vua Việt Nam, nó là một cái nét văn hóa đặc thù của người Việt Nam chúng ta. Cái thứ hai là chính cái võ nó làm cho con người ta có niềm tin, có một cái lòng tự trọng và sẵn sàng hy sinh để hiến ích cho đời. Và cái điều mơ ước kế tiếp của tôi là tôi mong trước khi tôi nhắm mắt, tôi được trở về quê hương của tôi, để tôi sống với đồng bào. Và tôi mong là đất nước của tôi có được tự do, dân chủ, nhân quyền, để những người dân chúng tôi Việt Nam không còn phải đau khổ. Và tôi mong muốn những người dân Việt Nam, 80 mấy triệu người đó, có cơm ăn áo mặc, không phải lang thang giống như hình ảnh mà tôi thường thấy ở trên net, là những cụ già 70-80 tuổi vẫn còn lặn lội dưới bờ sông kiếm lấy 25 xu, 50 xu để mua một khối mì ăn, là những em bé trẻ thơ bơi những cái đống rác để kiếm những cái đồ ăn dư thừa, hoặc là ngồi ăn những như bà đã thấy cảnh ở Việt Nam, những người Việt kiều đi về ăn uống thì những em bé đói khổ đứng ở ngoài chờ, khi chúng ta vừa bỏ rơi cái nước lại là các em chạy vào để xin đổ cái nước vào bao ni lông để đem về ăn uống. Thì tôi muốn cái đất nước Việt Nam chúng ta có được thanh bình, có được tự do, có được cơm ăn áo mặc cho mọi người, từ người dân cho tới những người quan quyền không cần biết, nhưng mà có đồ ăn cho họ đầy đủ, giống như các em bé bên đây trẻ thơ có được môi trường học hành tốt đẹp, có miếng cơm manh áo ấm trong những mùa đông. Đó là cái ước mơ của tôi, thưa bà. Thưa ông, thì theo như ông bây giờ hiện ông nghĩ rằng ông là người Việt, ông là người Mỹ gốc Việt hay là ông là người Mỹ? Bà hỏi câu này hơi khó đấy. Thật sự ra thì trên giấy tờ tôi là một người Mỹ gốc Việt, nhưng mà trong thâm tâm của tôi và trong trái tim tôi vẫn là người Việt Nam. Thành ra cho tới bây giờ dù tôi sống trên đất Mỹ, nhưng mà cái hình ảnh quê hương của tôi nó vẫn hiển hiện trong người tôi, trong tâm khảm của tôi. Bằng chứng là cái vườn phía đằng trước của tôi là tôi tạo hình một cái hình bản đồ nước Việt Nam. Và lúc nào tôi cũng nghĩ tới quê hương Việt Nam của tôi. Và tôi mong có dịp, có điều kiện để tôi phục vụ cho quê hương của tôi. Trong tất cả mọi tình huống, dù tôi không về được Việt Nam, thì tôi vẫn tìm cách để tôi đóng góp để xây dựng cái quê hương của tôi. Ông đã trở lại Việt Nam bao giờ chưa? Dạ thưa bà, trong cái thời gian mà ông bà cụ tôi còn sống bệnh hoạn thì tôi có về 2 lần để thăm ông bà cụ, nhưng mà từ khi ông bà cụ mất thì tôi không về nữa. Ông muốn trở về thì ông thấy cái chuyện gì ở quê hương? Thật sự ra khi tôi về Việt Nam á, thì tôi thấy cái sự thay đổi trên các thành phố thì có sự thay đổi nhiều lắm. Nhưng khi tôi về tới những cái vùng quê, vùng hẻo lánh ấy, thì tôi thấy người dân tôi vẫn khổ như ngày xưa. Họ còn khổ hơn nữa. Tức là họ không có cơm ăn áo mặc. Rồi có những người nằm chết bên lề đường. Thì tôi thấy đấy là những cái cảnh mà người Việt Nam của chúng ta hiện tại ở Việt Nam, những người mà có thân quen với lại cán bộ hay là những người cán bộ thì họ sống sung túc, họ giàu có. Nhưng những người mà không có thân quen, không có bà con thân thuộc, hoặc họ không là cán bộ thì sống rất là nghèo khổ. Họ phải bươn chải kiếm từng đồng một. Hầu như cái điều mà tôi về tôi thấy là những đứa trẻ Việt Nam mặc dù là đi học, nó là đi học không tốn tiền, nhưng mà đi học ở cái xã hội chủ nghĩa tốn tiền rất là nhiều. Cái tiền trên nguyên tắc không lấy tiền, nhưng mà các em phải đóng tiền cho các thầy cô, nuôi các thầy cô. Bởi vì không nuôi các thầy cô thì các thầy cô cũng không có đủ điều kiện để sống. Và các thầy cô muốn sống được thì thầy cô phải che cái lương tri của mình để mà làm những cái công việc là nhận tiền, nhận quà của các học sinh để rồi cho các em những điểm tốt, mặc dù các em học rất là dở.
Thì đấy là cái cảnh ở Việt Nam. Bây giờ tôi nghĩ rằng họ mua bằng chức, bằng cấp mà họ không có cái trình độ giống như ngày xưa chúng ta đi học. Chúng ta phải thi cử và chúng ta phải có sự công bằng trong đó. Nhưng mà với xã hội chủ nghĩa thì tôi nghĩ rằng những người nào có tiền bạc thì con họ sẽ có bằng cấp cao. Còn những người nào không có tiền bạc thì con họ vẫn là không có chữ. Thưa ông có còn điều gì cần muốn chia sẻ mà chúng tôi không chưa có hỏi tới? Thật sự ra thì tôi cũng không có cái nhiều cái điểm để mà chia sẻ ngày hôm nay, giống như là cái điều mơ ước của tôi như vừa trình bày. Tôi mong muốn làm sao tất cả những người Việt của chúng ta trong những ngày tháng tha hương tị nạn này, chúng ta biết, chúng ta nhớ về cội nguồn của mình. Và dù như thế nào thì chúng ta cũng cùng một bọc của tổ Việt Nam. Và chúng ta biết thương yêu nhau, chúng ta biết đùm bọc lẫn nhau, chúng ta biết chia sẻ, chúng ta biết tiếp tay cho nhau, hướng dẫn nhau để chúng ta cùng vươn lên, cùng tiến lên. Để một mai đây những thế hệ con cháu chúng ta nó trưởng thành lên, nó nhìn thấy cha ông của họ đã sống một cuộc sống có tình, có nghĩa, có quê cha đất tổ, để họ, những người, những con cháu của chúng ta, họ còn có cái điều kiện để quay về tổ quốc, để xây dựng tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Thưa ông thì có câu hỏi cuối cùng đó là ông nghĩ gì về chính sách của Hoa Kỳ đối với miền Nam trong cái cuộc chiến, qua cái cuộc chiến tranh miền Nam? Cái câu hỏi này đó thì tôi thấy nó hơi, nếu tôi nói theo đúng cá nhân của tôi đó thì cho tới bây giờ tôi không tin chính phủ Hoa Kỳ. Bởi vì họ sống, chính phủ Hoa Kỳ, tôi không nói người dân Hoa Kỳ rất tốt, nhưng chính sách của Hoa Kỳ thì là một cái chính sách không có kẻ thù và không có người bạn thân. Vì lý do đó, cái theo tôi nhìn cái cuộc chiến miền Nam, nếu chính phủ Hoa Kỳ họ không bỏ rơi chính phủ miền Nam thì chúng ta không mất về cộng sản, nhưng mà chúng ta bị trói tay, một cây súng không có đạn, và khi đạn đại bác phải bắn cầm chừng, và những cái đồn lẻ bị tấn công muốn bắn đại bác phải trả tiền, thì bởi vì chúng ta thiếu đạn. Và cái đó là cái mà chính quyền Hoa Kỳ họ chỉ sử dụng chúng ta khi họ có lợi cho chính họ, cho đất nước họ. Còn khi họ không có lợi thì họ buông chúng ta. Thì bằng chứng là khi họ bắt tay được với Trung Quốc thì họ bỏ rơi cái miền Nam chúng ta để cho Cộng sản tới tiến chiếm. Và đấy là cái lý do mà tôi nghĩ rằng đối với tôi, chính sách của Hoa Kỳ không tốt. Họ là cái người chỉ sử dụng khi họ có quyền lợi. Thưa, chân thành cảm ơn ông. Thay mặt hội chúng tôi cảm ơn ông rất nhiều, đã bỏ rất nhiều thời giờ ra để chia sẻ cho lúc trẻ mai sau này biết cái sự thật về cái sự ra đi của cha ông chúng, và cái những chuyện gì xảy ra, cũng như là những gương sáng đã từ những cái khổ đau đó trỗi dậy, lập lại cuộc sống tốt cho mình và cho gia đình. Vâng, cảm ơn bà và cảm ơn hội người Mỹ gốc Việt rất là nhiều cho tôi được cái dịp để trình bày những cái ưu tư, những cái khắc khoải mà qua những cái tai biến của tôi cho tới ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều.